MV Nếu Yêu Thương Là Chuyện Một Người của Phương Trinh Suli là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trưởng thành mạnh mẽ của cô ở thời điểm hiện tại. Cô không còn là một cô gái nổi loạn, gợi cảm trong những thước phim nóng bỏng. Phương Trinh Suli của Nếu Yêu Thương Là Chuyện Một Người rất nồng nàn, da diết và sâu lắng hơn. Ca khúc mới này do Khai Đinh sáng tác, kể về câu chuyện tình buồn của một cô gái trẻ luôn dành trọn tâm tư tình cảm cho người yêu của mình. Câu chuyện của một người vạn đêm thâu mình cần cùng nhau cũng là vô nghĩa. Dẫu biết em chỉ là nơi tìm đến khi buồn, vậy mà sao trái tim này vẫn luôn không thể trôi từ. Lặng im nghe tình yêu vỡ tan đành, lời anh hứa phải chăng luôn mong manh. Dù đã biết từ trước em vẫn bất ngờ, có lẽ nào anh không còn nhớ ngày đó mình hẹn hò. Chúng tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị đang ngồi tại sân khấu này cũng như là khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ.
Phương Trinh, Jolie ngày hôm nay trông em như một thiên thần thực sự. Và quý vị thấy là Phương Trinh, Jolie hát live rất là hay đúng không ạ? Nhưng mà tại sao anh không hiểu là em trong bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân em lại quyết định nhận một vai cũng là ca sĩ nhưng mà lại hát dở? Sao vậy ạ? Trước khi mà trả lời câu hỏi này thì cho phép Trinh hỏi ở dưới là mười có ai coi phim Sắc Đẹp Ngàn Cân chưa ạ? Thì có lẽ là mười cũng biết Phương Trinh trong vai đó đóng cái vai tên là Julie luôn. Và hát không có hay mà hát rất là dở nhưng mà nhảy hay. Thì đối với Trinh thì đã là một diễn viên thì mình phải hóa thân tất cả những vai diễn nào mà mình yêu thích và đạo diễn cũng như là nhà sản xuất và giao cho mình cái vai diễn đó. Và khi mà mình làm tốt được vai diễn của mình rồi thì Trinh nghĩ là mình đã hoàn thành tốt và cái vai trò người diễn viên đó sẽ được hoàn thành một cách tốt nhất. Nhưng mà phim thì bỏ qua một bên đi. Bây giờ cho Trinh hỏi là ngày hôm nay Trinh hát live trực tiếp cho quý vị khán giả nghe thì quý vị thấy Phương Trinh ở ngoài giọng như thế nào ạ? Có được không ạ? Có dở lắm không ạ? Nếu mà không dở thì cho em một tràng tay lớn lớn được không quý vị? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và đây là câu trả lời của em. Dạ đúng là như vậy ạ. Em hát rất là dễ thương và đúng quả thật là không khác gì so với hơn 10 năm trước đây. Anh vẫn nhớ như in. Tại vì ngày hôm nay gặp lại Phương Trinh thì anh Quân lại nhớ lại cảm giác của năm 2006. Anh em mình cùng làm Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình. Và ngày hồi đó là Trinh được giải đặc biệt luôn, tức là không phải giải nhất nữa thưa quý vị, là vì quá xuất sắc. Khi mà Trinh đã lội ngược dòng từ là xém rớt, đúng không ạ? Xong rồi lại lội ngược dòng lại và vào đến đêm chung kết và được giải đặc biệt luôn. Và đến ngày hôm nay sau 10 năm thì anh thấy rằng là càng ngày em càng trưởng thành hơn và em ngày càng làm tròn vai của mình hơn trong các lĩnh vực, kể cả trong điện ảnh và trong âm nhạc. Nhưng mà đến ngày bây giờ thì em yêu thích âm nhạc hơn hay điện ảnh hơn ạ? Cho Trinh hỏi là với hai vai trò là diễn viên và ca sĩ thì mọi người yêu mến Trinh với vai trò nào hơn? Bây giờ diễn viên trước nha, là diễn viên ạ. Còn ca sĩ? Nếu như mà khán giả yêu mến Trinh với vai trò nào thì Trinh sẽ đáp lại tình cảm của khán giả với vai trò đó. Và dĩ nhiên là với điện ảnh thì em cũng có lượng khán giả riêng và với âm nhạc thì em cũng có lượng khán giả riêng nên không thể nào bỏ ai hết. Và nó giống như là hơi thở và thức ăn vậy đó. Nếu mà không thở thì cũng chết, mà không ăn thì cũng chết. Cho nên thôi cho em được vừa hát vừa đi đóng phim cho em sống nha. Anh hỏi em vui vậy thôi nhưng thực sự là em rất là xuất sắc trong cả hai vai trò này. Và trở lại với cái MV mà em đã được khán giả bình chọn yêu thích thì anh thấy rằng là hình như là em quay chủ yếu là những MV mà sôi động, trẻ trung, tiết tấu nhanh nhiều hơn đúng không ạ? Nhưng mà MV lần này thì là một MV ballad. Em muốn nói gì với khán giả về MV này ạ? Có lẽ là khán giả đã biết Trinh nhiều với vai trò là diễn viên. Nhưng mà khoảng 2 năm gần đây thì Phương Trinh quay trở lại với âm nhạc và được khán giả yêu mến với ca khúc là Cứ Thế Mong Chờ. Và sau đó là MV I Need You, là hai MV rất là sôi động. Cho nên lần này thì sau một năm, Phương Trinh ra mắt MV ballad với hình ảnh nó nhẹ nhàng, trẻ trung hơn. Để đôi khi thì Trinh nghĩ là cái sôi động nó sẽ làm cho mình cảm thấy vui tươi ở bên ngoài. Nhưng mà để đi vào trái tim của mỗi người chúng ta thì những giai điệu nhẹ nhàng, trước khi ngủ mình mở lên mình nghe một cái, nó thấm, sáng sớm dậy mở bài hát vui lên nghe cái cho nó sôi động. Cho nên là cỡ nào thì âm nhạc của Phương Trinh cũng đến với khán giả hết. Đó là một cách rất là thông minh và khôn khéo của một cô gái đa tài để mà tiếp cận khán giả và lấy cảm tình và chinh phục trái tim của khán giả bằng nhiều cách khác nhau, bằng nhiều cửa ngõ khác nhau. Nhưng mà nói chung tóm lại là tất cả khán giả đã yêu phim ảnh và yêu âm nhạc là sẽ yêu Phương Trinh Jolie đúng không ạ? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhưng mà vừa rồi thì mình đã quay lại với âm nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn rồi thì cho phép Trinh thay đổi không khí với một cái giai điệu sôi động hơn nha quý vị nha. Quý vị đồng ý không ạ? Trinh cũng xin tặng quý vị một ca khúc mà Trinh đã ra mắt trước cái MV Nếu Yêu Thương Là Chuyện Một Người, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa mang tên là I Don't Care, Tôi Không Quan Tâm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe cùng với vũ đoàn Ồ. Xin mời Phương Trinh, Jolie.
không còn ngày mai. Chẳng muốn thức giấc, chẳng muốn thương gần ai. Giờ nhận ra rằng tôi đen muốn tồn tại. Xin được cảm ơn Phương Trinh, Jolie và những cô gái rất là dễ thương và đáng yêu của Vũ đoàn Ô. Và xin được gửi tặng Phương Trinh, Jolie một kỷ niệm chương của chương trình MV Top Hits để ghi dấu cho MV của em. Nếu yêu thương là chuyện một người, gửi tặng cho em để một lần nữa xin được chúc mừng em. Cho phép Phương Trinh, Jolie xin một lần nữa cảm ơn đài truyền hình Long An, cảm ơn chương trình MV Top Hits đã cho phép Trinh được đến đây. Tại vì lâu lắm rồi mới được quay trở lại Long An để gặp gỡ khán giả tại Long An, cũng như là khán giả của trên màn ảnh nhỏ của đài LA34. Và hy vọng là mọi người sẽ có một đêm nghe nhạc thật là vui cùng với MV Top Hit, và Trinh sẽ sớm có MV mới để được quay trở lại đây gặp tất cả mọi người. Xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn quý vị rất nhiều.